Hello, xin chào các bạn. Vâng. Chào anh em. Anh em và các bạn có thể nhìn thấy là mình đang có ở trên tay, đó là chiếc Redmi K50 Gaming. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mình phải nói là năm nay rất là bất ngờ, giá rẻ vô cùng luôn. Giá của sản phẩm này hiện tại chỉ có hơn 8 triệu thôi. Đấy là giá mình bán hàng chính ngạch, bảo hành 18 tháng tại Xiaomi được luôn nha. Đó, thì đây là cái sản phẩm mà bên mình đang bán rất là chạy. Bởi vì giá rẻ có tầm 8 triệu mà nó lại sấy chip Snapdragon 8 Gen 1. Như anh em thì bảo chip này nó bị đột tử, nhưng thực ra là mình bán phải cỡ tầm nghìn cái K50 Gaming chưa cái nào bị đột tử. Tức là gần như mình chưa phải bảo hành sản phẩm này luôn. Hình như có khi thì chưa có nào đâu. K40 Gaming thì ngày trước có bảo hành rồi, có hỏng màn hình, có bị treo. Đấy, có bị không dùng được nút trigger, nhưng mà cái sản phẩm này thì mình chưa phải bảo hành bất cứ một con nào luôn. Nhưng mà anh em thì cứ sợ là nó bị đột tử như ở Realme Poco GT2 hay gì đó ấy. Và sợ nó có hiệu năng, thì công nhận là chạy ROM Poco thì hơi bóp năng một chút, nhưng mà có hiệu năng của này nó quá là khủng luôn nên chúng ta chả phải cần quan tâm, đúng không? Thì ngày hôm nay thì không phải là review hay giới thiệu về K50 Gaming này, bởi vì là cái sản phẩm này thì anh em biết quá là nhiều luôn rồi, và anh em review làm nhiều vô cùng luôn rồi. Mình thì trình độ review của mình nó dạng là kém tắm lắm nên thành ra mình không dám làm. Mình làm cái sản phẩm này ý. Ở đây hôm nay clip này là mình làm hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt full, có nghĩa là hướng dẫn anh em cách mua được hàng, anh em nhận được hàng, bóc siêu ra và để chạy tiếng Việt như nào, thì anh em xem cái clip này của mình. Vâng, thì cái này là mình đã có cái clip là hướng dẫn chạy tiếng Việt nhanh, khi bóc hộp phát là cài tiếng Việt luôn, cài tiếng Việt tạm thời thôi, cài cả phần cài đặt tất cả thứ để có tiếng Việt, Google, chơi game có tiếng Việt các thứ có. Nhưng mà cái đấy là ở trên kênh TikTok của mình nhá, anh em có thể vào msm.vn trên kênh TikTok để anh em xem clip hướng dẫn chạy tiếng Việt nhanh cho con này. Còn cái clip trên YouTube này thì nó sẽ là clip dài và mình sẽ hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt full. Đó, hướng dẫn chi tiết nha. Thì bây giờ anh em cùng xem mình làm. Việc đầu tiên thì để chạy tiếng Việt cho con này ấy thì tất nhiên rồi, chúng ta cần chuẩn bị cho mình là một cái SIM nhá, chúng ta cần chuẩn bị cho mình là một cái SIM 4G. Đó. Ôi à. Chết mẹ rồi, mình rơi mất cái sim đâu rồi. Một cái sim 4G. Ok, máy tạo điện thoại rồi xuống đất. Đó, mình sẽ bóc hộp lên nhé, để cho anh em và các bạn cùng xem. Anh em nào chưa biết thì cùng xem đấy. Khi chúng ta mua mới, chúng ta bóc sim nó sẽ như này này. Đây. Nó sẽ bóc sim, nó chỉ là cái lớp sim đi lông như bình thường thôi. Đó. Là khi mua mới chúng ta sẽ bóc sim là nó sẽ như này nhé. Ôi, chặt quá. Siêu phẩm. Cái sản phẩm này ý, nó ngon, rất là ngon, bởi vì nó có tích hợp đầy đủ các công nghệ xịn sò của Xiaomi trong này rồi. Đây, mua máy thì ta bóc này, trong này chúng ta có một ốp này. Đây có một ốp này. Đó. Máy thì đây thôi. Ở đây mình sẽ làm một cái máy là màu bạc nhé. Đó. Đây. Xịn nhất của Xiaomi bây giờ nó là cái củ sạc này. Củ sạc 120W. Chúng ta sạc cho chiếc máy này chỉ mất tầm 15 phút ở đây thôi nhá. 15 đến 17 phút đấy theo quảng cáo sản xuất, nhưng mà công nhận là đầy thật, nhanh thật. Mình dùng một chiếc máy tương tự chiếc máy này là chiếc Blacksat, cũng dùng sạc 120W. Mà mình cắm sạc hết sạch pin, mình cắm sạc mình vào mình ăn cơm và mình ra đầy bố pin. Đó, cái này lợi thế của sản phẩm này nó là như thế. Đó, thì mình sẽ không giới thiệu nhiều nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra và mình sẽ hướng dẫn anh cái cài tiếng Việt này. Đây, khi chúng ta mở siêu ra, đó, chúng ta mở ra ấy, nó sẽ được dán sẵn màn hình rồi, ốp lưng rồi. Đó, thế nên chúng ta chỉ việc dùng thôi, chúng ta không phải mua thêm gì, bạn nào thích mua thêm cường lực thì mua thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở máy lên và mình sẽ kích hoạt và lắp sim và để xin quyền 7 ngày sau để chạy tiếng Việt nhé. Thì các bạn chuẩn bị một cái sim mà có 4 mạng 4G ấy. Và cái sim này trong một tháng này là chưa được làm con máy nào, cho nên trong một tháng này chúng ta unlock rồi thì không làm được đâu nhá. Đó, bây giờ mình bật lên này thì bên trong nó chỉ có mỗi tiếng Anh và tiếng Trung thôi, thì tất nhiên là mình chọn tiếng Anh rồi bởi mình đâu hiểu gì đâu. Đó, chọn tiếng Anh để vào thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả các thứ nhé, bỏ qua hết wifi không, chưa kết nối vội, chúng ta cứ bỏ qua, tí chúng ta vào bên trong chúng ta kết nối sau để cho nó nhanh, chứ nhiều khi chúng ta kết nối wifi nó lại hỏi chúng ta là toàn cái thứ linh tinh lắm, thế nên chúng ta nên bỏ qua nhé. Đó, mình cứ bỏ qua nha. Đấy. Bỏ qua này. Đó. Thôi cứ bỏ qua đi. Kệ nó. Bỏ qua hết. Kệ nó thôi. Đó. Đó. Đồng ý đấy. Điều khoản này ok, bỏ qua này. Đây, cái giao diện của nó đấy nhá. Đó, thì trong cái giao diện này nội địa Trung Quốc nó sẽ không Google Play mới không có ấy đâu. Nhưng mà các bạn lên cái kênh TikTok của bên mình là msm.vn, mình có hướng dẫn cài tiếng Việt tạm thời và Google Play trên chiếc máy này. Đó, còn là cái video YouTube này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn chạy ROM quốc tế thôi. Thế nên là các bạn muốn xem tạm thời và cài Google Play, các bạn vào YouTube giúp mình nha. À, vào TikTok giúp mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ lắp SIM này. Mình sẽ lắp SIM, thì cái việc lắp SIM đây là để làm gì nhỉ? Để mình tạo cái tài khoản Mi Cloud và để mình xin quyền, bởi vì Xiaomi nó bắt buộc là phải có SIM mạng thì mới xin quyền được, chứ Wi-Fi chúng ta không xin quyền được. Và tài khoản Mi Cloud đấy sau 7 ngày là chúng ta có thể unlock và chạy tiếng Việt được nhé.
Thì bây giờ mình sẽ vào wifi trước này. Đó, bây giờ chúng ta vào wifi được chứ lúc nãy chúng ta không đến vào. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối wifi trước nha. Đó. Rồi, mình sẽ quay lại, mình sẽ đăng nhập tài khoản MiCloud này. Cứ vào đăng nhập tài khoản MiCloud thôi. Đó, sẽ log ra SIM của mình này, mình đồng ý này, tiếp tục này. Đó, chờ nó tìm kiếm những tài khoản nhé. Ờ, cái này là mình tạo rồi thì nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập mật khẩu, và cái nào mình chưa tạo thì nó sẽ gửi OTP. Đó, chúng ta mình sẽ đăng nhập mật khẩu vào nhá. Mình chả nhớ được cái này, mình làm lâu lắm này. Đó, mình không nhớ là mật khẩu là gì luôn. Ồ, sai mật khẩu rồi, thôi bây giờ mình sẽ quên mật khẩu đi, mình sẽ tìm lại. Thì tất nhiên là chúng ta có SIM vào đây, chúng ta tìm lại mật khẩu rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần ấn số điện thoại của chúng ta vào đây, chúng ta gửi tin nhắn OTP và chúng ta cấp lại mật khẩu là xong. Không dễ đâu. Ok nhá, bây giờ thì mình đã đăng nhập, cấp lại mật khẩu mình đăng nhập được rồi này. Thì bây giờ mình sẽ vào cái đặt lại, mình vào My Device này, mình vào OSpec nhá. Mình vào cái MIUI này, mình gõ vào cái MIUI version này 5 lần để mình bật cái trình nhà phát triển lên, cái trình develop lên. Đó, xong mình sẽ quay lại. Mình sẽ vào cái cài đặt thêm này, mình sẽ vào cái develop option này. Đó, sau đó mình sẽ tìm đến mục là MiLock Status rồi nhá. Xong mình sẽ add tài khoản này. Thì khi mà mình add tài khoản bằng Wi-Fi nó sẽ bắt mình phải tắt Wi-Fi đi và dùng 4G ấy. Thế nên cái SIM này phải có 4G thì chúng ta mới add được nhá. Đấy, mình ấn add nhá. Ok, nó báo như này là được rồi nhá. Nó báo như này là được rồi. Đúng 168 tiếng sau nhá, có nghĩa là 7 ngày ấy, 168 tiếng nhá, là 7 ngày. Ok, thế là đã 7 ngày trôi qua. Vâng, đúng 168 tiếng. Không sai phút đâu, 168 tiếng từ khi chúng ta xin quyền unlock nhá. Mình để hẳn hôm nay là ngày thứ 8 ấy. Thì mình sẽ bắt đầu tiến hành unlock và chạy tiếng Việt. Thì việc đầu tiên thì tất nhiên là khi mà chạy tiếng Việt những chiếc Xiaomi mà sách tay, cụ thể là chiếc K50 Gaming ấy, thì chúng ta cần một sợi cáp USB nhá. Một sợi cáp USB tai xịn xịn một chút này. Đó, phải xịn. Càng xịn tốt. Đây là sợi cáp của cái K40 Gaming mà bên mình đang bán nhá. Đó, sau đó chúng ta cần chuẩn bị thêm một cái máy tính chạy Windows và có kết nối mạng nhanh nhanh một chút. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính nhá. Đó, thì bây giờ là mình cần tải file ROM. Chúng ta cần mạng nhanh bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ rất là nặng. Nó sẽ rất là nặng nhá. Nó sẽ tầm 5-6GB đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào trang web. Đó, chúng ta vào trang web là mifirm.net này. Đó, trang web mifirm.net nha. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm cái máy của chúng ta, đó là K50 Gaming. Đây, K50 Gaming hay còn gọi là Poco F4 GT ở phiên bản quốc tế đấy. Thì ở cái này mình khuyên anh em nhá, khuyên mọi người lên chạy, anh em lên chạy cái bản ROM quốc tế ấy. Thì ở đây nó có rất là nhiều này, global này, quốc tế nhá. EAA thì châu Âu này, Đài Loan này, Nga này, Indo này, hay là Thổ Nhĩ Kỳ này, hay EU. À, EU này, EAA không biết là nước nào nhỉ? Không phải, đây chắc đây này. À, đây là ROM EU, là ROM phát triển ngoài. Còn đây là thị trường châu Âu như là cái này. Đó, thì ở đây mình khuyên anh em, khuyên mọi người lên chạy ROM Đài Loan. Bởi vì ROM Đài Loan thì nó vẫn gần như nó vẫn giữ được một số cái tính năng của MIUI, ví dụ như riêng gọi không thông báo đến người khác. Đấy. Thì cái đấy là mình thấy là phần mọi người là lên chạy Đài Loan nhé. Thì cái file ROM này nó rơi là 4,7GB này. Đấy, không phải 6GB đâu, nhưng mà 4,7GB đó. Thì mạng phải nhanh. Sau đó chúng ta lao về nhá. Ok, vì sao mình để bảo chúng ta thao tác trên máy tính lao về? Bởi vì là cái này đao rất là lâu. Thế trong thời gian chờ đao chúng ta hãy làm những cái việc như unlock nhá. Thì ở đây mình đã đao rồi, đúng không? Mình đã đao file ROM này rồi. Đó, thì mình sẽ không cần nữa. Thì bây giờ mình đao tiếp cái công cụ nữa, đó là cái công cụ Mi Unlock. Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm hết cái Google. Đây, chúng ta sẽ tìm là Mi Unlock Tool này nhá. Đó, Mi Unlock Tool này, chúng ta sẽ vào đây. Đó, xong rồi ta đao về nhá. Tất nhiên là mình sẽ đã đao rồi nhá, mình đã đao rồi. Đó, mình thử xem là mình đã còn lưu ở đây không. Lần trước mình làm clip hướng dẫn, mình xóa mất rồi. Đó, ok, thế bây giờ mình đao lại nhá. Đó. Tiếp nữa là mình sẽ đao một cái công cụ để chạy ROM, đó là cái Mi Flash Tool. Thì mình nên tìm là bản 2022, cái gì 2022 đi. Để xem nó ra cái gì nhé. Vào cái trang đầu tiên này, cái này mình tìm trên Yahoo thì thấy thôi. Vào cái trang Mi Flash này, Xiaomi Flash Tool này. Đó, cái này. Bây giờ mình tìm lại nhé, tìm lại Google đi, lại vào lâu ạ, Mi Flash Tool 2022 này, đây trang này chính xác hơn này, Xiaomi Mi Flash Tool.com, hai cái này nó giống nhau rồi nhỉ, giống nhau, tôi cứ vào trang này đi, mình hay tải trang này, tải bản mới nhất nhá, 2020 nhá, cái này 2022, tôi cứ tải bản 2020 đi, để chắc, đây, nhá, tải cái này nhá, bây giờ download này. Chờ một chút nhá. Để sau này cái máy tính của mình vào mạng VPhone
mạng Vina, trên mạng internet ấy, mà tại sao VNPT ấy, mà tại sao mà lót sao cái thông ngoài rất là chậm. Đó. Tải rất là khó chịu luôn, vô cùng khó chịu. Cái quay thôi. Lúc mà ấn tải về thì nhanh. Đó. Chỉ có lúc mà mình lót thì lâu thôi. Không hiểu sao vậy. Anh đã lan nha. Nó có 8 mấy mê thôi, đào nhanh lắm. Nhưng mà lúc mà chờ nó đào thì lâu. Đây, trong thời gian chờ thì chúng ta sẽ giải nhận cái file unlock chúng ta vừa đào nhé. Cái unlock tool đấy. À, là chúng ta vừa đào ở đâu nhỉ? Đây nha, chúng ta sẽ giải nhận này đó nhé. Đây. Chúng ta sẽ vào cái phần unlock đây. À, nó bắt chúng ta phải cập nhật này, chúng ta cập nhật tiếp bản nữa này, cập nhật này. À, thì mình sẽ tắt cái này đi, yêu cầu ta cập nhật thì ta cập nhật thôi. Còn lại nhá, ta sẽ lại giải nén này này, à, là cái mới này nhá, ta bật nó lên. À, thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản MiCloud vào đây nha. Chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản MiCloud đây này bằng cách là ví dụ ở trên điện thoại chúng ta sẽ vào đây, chúng ta vào tìm cái tài khoản nhé, đây và cài đặt này, vào cái tài khoản này, chúng ta ấn vào quét barcode nhé. Ở trên máy tính thì chúng ta ấn vào phần barcode này đó, xong chúng ta dơ lên chúng ta quét đó, ấn đăng nhập nhé. Ok, đăng nhập này đó, đăng nhập này đó, chờ lát nhé. Ok nhá, đó bây giờ thì mình đã đào rồi. Đây này, mình để trong cái phần download này, mình giải nén này này. Đó, giải nén là cái Mi Flash này nhá. Thì chúng ta sẽ mở lên. Đấy nhá. Chúng ta sẽ mở lên Xiaomi Flash này. Đó, thì khi cái máy này tại vì mình cài driver đấy, thế nên là nó sẽ không hiển thị lên, nhưng mà cái máy của các bạn mà chưa cài driver bao giờ ấy thì nó sẽ hiển thị lên như này này. Đó, nó báo là chúng ta cần cài driver. Thì chúng ta ấn vào cài driver nhá. Bởi vì mình thấy cái driver ở cái Mi Flash này nó rất là chuẩn. Nhiều khi là chúng ta cài cái driver ở trên cái Mi Unlock thì nó không được. Đó, ok, nó báo cái này là thành công nhé. Đó, cài driver xong rồi thì chúng ta cứ tắt nó đi. Thì chúng ta bật lại sau. Đó, ở trên cái Mi Unlock thì nó đã unlock xong rồi, à, đăng nhập xong rồi này. Nó phải đúng là cái tài khoản, mọi người lưu ý, anh em lưu ý nhé, là phải đúng là cái tài khoản mà hôm ta tạo SIM về cái đây 7 ngày. Đó, thế nên chúng ta phải giữ lại cái SIM này. Và thứ hai là cái tài khoản này trong một tháng này là không được chạy máy nào. Bởi vì một tháng nó chỉ cho một tài khoản chạy một máy thôi, unlock một máy thôi. Mọi người lưu ý như vậy nhé. Ờ, thì bây giờ là đã đăng nhập xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối điện thoại này vào máy tính ở dạng fastboot. Chúng ta cùng nhìn trên điện thoại nhé. Thì mình sẽ giữ nhỏ tiếng này, giữ nhỏ tiếng nhé, giữ nhỏ tiếng này và giữ phim nguồn này. Đó, giữ nhỏ tiếng vào nguồn này, nó hiện lên cái này kệ thôi, cứ giữ thôi nhá. Đó, cứ giữ tầm khoảng 10-15 giây gì đấy. Đó, cứ giữ nha, nó tắt rồi, cứ giữ nha, đừng thả ra ra, đừng thả ra ra nhá. Cứ giữ nhỏ tiếng với nguồn này. Đó, nó hiện chữ fastboot màu đỏ này là ok nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái đầu cáp USB vào máy tính, nên cắm ở cổng 2.0 nhé, nên cắm cổng USB 2.0, đừng cắm cổng USB 3.0, cái cổng USB màu xanh ấy là không nên cắm nữa nha, nó nhiều khi nó bị lỗi đấy. Cắm 2.0 nhá, và chúng ta cắm vào máy tính này. Đó, ok, ở trên máy tính hiển thị này. Chúng ta lock sẽ mất hết dữ liệu. Đó, thôi lưu ý là trong vòng 7 ngày không 7 ngày chúng ta đang dùng thử rồi, chúng ta vừa xin quyền đấy. Mà có bao nhiêu dữ liệu trong chiếc máy điện thoại này chúng ta nên lưu lại trước khi chúng ta làm thứ bước này nhá. Đó, bởi vì là nó sẽ chạy xong nó sẽ mất hết dữ liệu ấy. Rồi ấn vào unlock nha. Đó là hỏi này, có được chấp nhận hay không, bởi vì unlock xong sẽ mất hết dữ liệu. Đấy, vẫn kể là báo lại lần nữa, rất cẩn thận. Đấy, thêm lần nữa này. Đó, chúng ta sẽ không được ngắt kết nối ở cáp đâu, nó sẽ rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ chúng ta để unlock nha. Nếu mà không đủ 7 ngày thì cái này nó sẽ không thành công. Đấy, đủ 7 ngày nó sẽ unlock thành công. Unlock được là chúng ta sẽ chạy được. Ok, bây giờ unlock xong rồi này, nó báo thành công nhá. Và trên chiếc điện thoại hiện cái khóa này, đó là chúng ta đã unlock thành công rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có thể chạy được rồi. Đó, có lẽ là bây giờ chúng ta nhìn lại khi là chúng ta đã đào xong ROM đấy. Đó, đã chúng ta đã đào xong rồi đúng không? Hãy nhìn lại nha, mình đã đào xong rồi thì phải. Đấy, cái coi như là chúng ta đã. Đây mình lưu đâu nhỉ? Mình lưu ở C. Mình lưu ở cái phần dữ liệu người dùng này. Đó, đây này. Mình đào xong rồi nhá. Tên nó là ingress này. Thì bây giờ để mà an toàn thì chúng ta cứ copy cái đậu ngoài ở C chỗ này này. Đó,
có mình ở đây thôi. À, sau chúng ta giải nén anh nhá. Anh check khi ở đây. Chờ giải nén này, trong lúc chờ giải nén để chạy ROM thì cái này nó sẽ khổng lại, chúng ta không quan tâm nhé. Bây giờ chúng ta lại vào lại Facebook này, ở trên điện thoại chúng ta lại vào lại Facebook nhá. Chúng ta lại ấn nhỏ tiếng với nguồn này, bởi vì unlock xong rồi nên nó cứ chờ nó khởi động thì mất thời gian ra. Chúng ta cứ ấn nhỏ tiếng với nguồn tiếp này. À, cứ giữ nhỏ tiếng với nguồn nhá. Đó là ô, lại mất rồi. Thấy Facebook phải thả ra ngay, không là nó lại khởi động lại như thế này. Đây nha. Đó, nó đang ở lại chế độ phát bút này. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái phần mềm Mi Flash mà chúng ta vừa đào về lúc nãy đấy. Đây này. Đây nha. Chúng ta sẽ bật lên. Đó. Ok nha, nó sẽ ở cái giao diện như này thì chúng ta ấn vào refresh nhá. Ấn vào refresh xong nó nhận ra thiết bị đấy nha. Cho chút này, máy tính của mình thì cấu hình nó không được mạnh lắm nên lúc này chúng ta giải nén nó sẽ chạy gần như hết, sửa CPU nó sẽ hơi bị đơ. Nhưng mà không phải là chúng ta nó bị đơ như này có nghĩa là không phải là chúng ta cần phải chuẩn bị máy tính cấu hình cao đâu nhá. Chúng ta chỉ cần chạy dùng một cái máy tính cấu hình bình thường thôi. RAM tầm 2-4GB cũng được. Tại vì là cái bước giải nén là nó sẽ lâu thôi mà. Đấy, chứ còn cái bước mà chúng ta đao về quan trọng nhất là cái mạng nhanh thôi, để chúng ta đao về nhanh thôi. Chứ còn dùng máy tính để chạy được ROM cho chiếc máy này ý, thì nó cũng nhẹ, nó không phải cao đâu. Và chúng ta có laptop thì càng tốt, bởi vì khi chúng ta chạy vào laptop mà có pin ấy thì nó ít xảy ra cái trường hợp mất điện đột ngột, bởi vì nhiều trường hợp xảy ra mất điện đột ngột thì máy nó sẽ bị break, nó sẽ lỗi đúng không? Đó, nhận được thiết bị đấy nhá, ấn refresh nhận được thiết bị này. Đó, thì bây giờ chúng ta chờ đào ROM giải nén xong thôi nhá. Đó, nhanh thôi mà. Cái file ROM này sau khi giải nén xong thì nó phải rơi vào tầm 6GB đấy, nên là ổ cứng của chúng ta phải còn nhiều nhá. Mà ta nên có ổ C thì nó đỡ bị lỗi nhất. Đây này, mình có ổ C, mình còn chỗ khoảng 10GB nữa này, là mình sẽ có vào này. Đó. Ổ C là phải còn nhiều, chứ ít quá là nó không đủ chứa dữ liệu đâu. Nó phải còn ít nhất, có nghĩa là khi chúng ta đã chuẩn bị máy tính để chúng ta chạy ROM ấy, thì ổ cứng máy tính còn ít nhất phải tầm khoảng 20GB để cho nó an toàn nhé. Ok, và ta cùng chờ nhá. Ok nhá, bây giờ đã giải nén xong rồi này, thì chúng ta lại vào lại cái file giải nén thôi. Nó nằm ở C mình vừa bảo đấy. Đó. Thì khi giải nén xong nó ở cái định dạng như thế này nhá. Nó ở cái định dạng như thế này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái link này. Chúng ta paste vào đây. Đây này, một cái là lưu ý này. Một cái là lưu ý nhá. Phải quan trọng này, mọi người xem kỹ nha, đừng trách mình khi chúng ta không xem kỹ nhá. Không xem kỹ là nó bị làm sao thì đừng trách mình nhá. Đó là chúng ta phải kích vào cái Cleon đấy nhá. Chứ nên chúng ta để lại Cleon unlock này thì nó sẽ bị lóc lại, và khi đấy chúng ta sẽ bị treo không khởi động lại được đâu. Lúc này chúng ta phải đăng unlock lại thì chúng ta mới dùng được ấy. Còn nếu mà chúng ta mà thoát được tài khoản ra không thể đăng unlock lại được ấy thì là hơi nguy hiểm đấy nhá. Đó, chúng ta phải cần đi đấy, chúng ta kích vào Cleon này. Sau đó chúng ta reset lại này, xem còn nhận thiết bị không, phải ok, chúng ta ấn flash này. Đó, nó chạy được như này là xong nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đợi khoảng 15 phút. 10 đến 15 phút là khi máy khởi động lại là xong. Ok, cùng đợi nhá. Ok rồi nhá. Đó, sau phút 8 phút rồi đấy. Đúng không nhỉ? 7-8 phút rồi đấy, gần 10 phút là chạy xong. Thì chạy khi chạy xong ấy, trên máy nó sẽ khởi động lại này. Đó, ở trên điện thoại nó sẽ khởi động lại như này này. Đó, nó báo là error ở trên máy tính này, nhưng kệ thôi nhá, không vấn đề đâu. Cứ khởi động lại điện thoại là được. Bởi vì mình chả hiểu tại sao mỗi lần chạy xong đều báo là error, nhưng mà đấy, mà nó báo là flash không thành công, nhưng mà chả hiểu sao vẫn được. Tần não vậy. Thế nên thì khi mà chúng ta nhìn thấy là flash không thành công hoặc error là chúng ta kệ thôi nhá. Quan trọng nhất là máy của ta hiện tại bây giờ đã chạy xong hay chưa. Đó. Thì khi mà chúng ta chạy cái ROM của hàng của cái gì của Đài Loan ấy thì nó sẽ không bị chữ Poco ở đây, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó gần như nó giữ được khá là nhiều cái tính năng của MIUI ấy, bởi vì nhiều anh em dùng điện thoại Xiaomi này đều không thích cái Poco đấy, đều rất là không thích cái Poco ấy. Nhưng mà phiên bản quốc tế của toàn bộ gần như là chiếc máy Xiaomi K ở Trung Quốc ấy, thì tên quốc tế của nó đều là Poco. Đó, thế nên là khi chúng ta chạy ROM quốc tế sẽ là Poco nhá. Còn khi chúng ta chạy ROM Đài Loan như mình đang chạy này thì là nó sẽ báo là MIUI như này. Đó, xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có tiếng Việt rồi này.
Đó, chúng ta sẽ có tiếng Việt được nhá. Ngôn phông chữ là khá đẹp nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Mặc dù là bên trong thì nó vẫn là Poco, nhưng mà khi khởi động chúng ta sẽ báo là Poco đó nhá. Chúng ta cứ bỏ qua đi, chúng ta vào xem giao diện như thế nào đã. Cái lúc này hơi lâu tí này. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái sim thôi nhỉ. Tháo cái sim thôi. Nếu bạn nào dùng thì cứ để sim lại, còn sim này thì mình mượn. Đây là thôi mình cứ tháo ra nhá. Tháo cái sim. Bỏ cái sim vào bên. Kê vào nhá, để xem bên trong như nào. Giao diện có gì hay. Xong rồi này. Đây. Phần cài đặt thông báo thiết bị nó sẽ giới thiệu là Poco F4 GT này, nó không còn K50 Gaming nữa bởi vì chỉ có tại Trung Quốc là K50 Gaming thôi, còn chạy quốc tế nó sẽ là Poco F4 GT nhá. Tiếng Việt đầy đủ, toàn bộ trình duyệt của Google đây. Cái quan trọng nhất là mình thích nhất này, đó là cái trình gọi điện này. Mặc dù là nó có chữ Đài Loan như thế này, nhưng mà cái ghi vào gọi thì nó sẽ tích hợp sẵn, nó không phải của Google nữa, mình sẽ bật lại tự động vào đây được. Đó, tất cả số chọn tự động này thì nó sẽ khi chúng ta gọi đi ấy, tự động nó sẽ ghi vào gọi và nó sẽ không thông báo cho số khác. Chứ còn nếu là trình gọi điện của Google ấy, thì nó sẽ thông báo là số cuộc gọi đang được ghi âm, bên kia người ta sẽ nghe thấy nha. Ok, thì hôm nay chỉ mình chỉ hướng dẫn các bạn chạy ROM tiếng Việt cho chiếc máy bản quốc tế, cho chiếc máy K50 Gaming này. Khi chạy xong chúng ta sẽ thành Poco F4 GT y như cái bản mà chúng ta mua chính hãng tại Việt Nam. Còn các bạn nào mà không thích dùng những cái ROM Poco này hay không thích dùng quốc tế thì mình sẽ sớm làm cái clip chạy ROM EU. Đó, bởi vì là K50 Gaming này có ROM EU rồi, hoặc là ROM Vietsub mà ROM do cộng đồng người Việt phát triển đấy, thì là mình sẽ sớm làm clip đấy để hướng dẫn mọi người cùng xem nhá. Mọi người sẽ hãy subscribe kênh YouTube này và bật cái chuông lên thì khi nào mà mình chạy ROM nó sẽ thông báo ấy, và cho mình một like để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Mua hàng thì vào website mbm.vn nhá. Chào tạm biệt các bạn.